Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn huyện đã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại cửa hàng kinh doanh ga ở số 244 thuộc tổ 2, phường Sapa, thị xã Sapa. Theo đó, thì khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, nhiều người dân sinh sống tại khu vực tổ 2, phường Sapa, tỉnh Lào Cai phát hiện khói lửa bốc lên tại số nhà 244. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn, khiến nhiều người hoảng sợ, hô hoán nhau bỏ chạy. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng dập tắt đám cháy. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do lửa bùng lên quá lớn nên hai nhà bên cạnh cũng bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và chưa có thống kê cụ thể thiệt hại.